Trần Quốc Toản, thì ra cậu ở đây tập võ. Tôi tìm cậu nãy giờ. Có chuyện gì mà mới sáng ra cậu đã tới tìm tôi vậy? Nhà vua ngự thuyền ra Bình Thang ở Dũng Trần Xá cho triệu tập các dương hầu và quan lại để bàn phương hướng đánh giặc. Vừa nghe được tin này, tôi phi ngựa tới đây để báo cho cậu hay. Từ lúc nghe tin giặc Nguyên Mông sắp tiến đánh Đại Việt lần hai, không đêm nào ta ngủ ngon giấc, lòng canh cánh mong ước được giết giặc báo thù cho nước nhà. Giờ đây thời cơ đã tới, chúng ta hãy mau tới bến Bình Thang xin cho vua xung trận giết giặc lần này. Bến Bình Thang, tháng 10 năm 1282. Như các khanh đã biết, vua Nguyên cho sứ sang đòi Đại Việt phải cho quân Nguyên mượn đường và cung cấp lương thảo để chinh phạt Chiêm Thành, nhưng thực chất đang âm mưu xâm lược Đại Việt ta lần nữa. Muôn tâu bệ hạ, chúng ta nên chủ động tuyển thêm quân binh, ngày đêm tập trận, sẵn sàng đối đầu với quân Nguyên. Muôn tâu bệ hạ, quân Nguyên có quân đội vô cùng lớn mạnh và tinh nhuệ, đã từng chinh chiến nhiều nơi, thần chỉ e. Ý ngài là chúng ta nên chủ hòa hay sao? Đúng vậy, Đại Việt ta nếu đối đầu trực diện với quân Nguyên, có khác nào châu chấu đá voi cơ chứ? Ngài nói vậy, có khác nào bán nước ta cho giặc cơ chứ? Hưng Đạo Dương hãy bình tĩnh. Trẫm biết vào lúc dẫn nước lâm nguy, lòng người không tránh khỏi hoang mang, lo lắng. Tuy thế giặc mạnh, nhưng không phải là không có cách áp chế được chúng. Thực tế đã chứng minh, qua trận đánh quân Nguyên Mông năm xưa, Đại Việt ta đã giành được chiến thắng vang dội trước chúng. Lần này trẫm quyết định trao quyền tổng chỉ huy quân đội cho Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn, nhân Huệ Dương Trần Khánh Dư làm phó đô tướng quân. Hãy cho ta vào ý kiến bệ hạ. Không được, nhà vua cùng các tướng lĩnh dương hầu đang bàn chuyện đại sự. Những người không phận sự tuyệt đối không thể vào được lúc này. Tại sao bọn ta lại không được vào cơ chứ? Việc đánh giặc là chuyện của toàn dân Đại Việt, đâu phải của riêng ai. Đúng vậy, đất nước lâm nguy, sao bọn ta có thể khoanh tay ngồi một chỗ được chứ? Ngươi hãy vào thưa với bệ hạ cho bọn ta được vào tham gia hợp bàn. Lệnh của vua không được cho phép ai vào. Các vị thông cảm, chúng tôi không thể làm trái. Hai vị hãy ra về ạ. Ta là Hoài Văn Hầu, con trai của Trung Thành Dương. Ngươi hãy vào bẩm với hoàng thượng là ta muốn được vào cùng các tướng lĩnh bàn bạc việc nước. Ta nhất định không về đâu. Tôi đương nhiên đã biết quy danh của tướng quân và hai cậu đây, nhưng mà tôi chúng ta nhất định sẽ không về đâu. Vậy để ta vào bẩm báo với hoàng thượng. Muôn tâu bệ hạ, bên ngoài kia có Trần Quốc Toản và Hoài Nhân Dương Trần Quốc Kiệt, xin được vào ý kiến. Muôn tâu bệ hạ, cháu thần còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xin bệ hạ bỏ qua cho. Không sao, tuổi còn nhỏ mà đã có ý chí chiến đấu trong giặc ngoại xâm như vậy là khá lắm, nhất định sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Người hãy mang ra ngoài đó báo là trẫm ban cho quả cam này, bảo hai cậu ấy hãy trở về nhà, đợi khi nào đến tuổi bàn việc nước, trẫm sẽ cho vào hợp bàn cùng. Tuân lệnh bệ hạ. À, khoan đã. Dạ, bẩm bệ hạ chỉ giáo gì vậy? Nhớ bảo Trần Quốc Toản, cam này là giống cam quý của quần thần dâng lên cho ta. Dặn dò Quốc Toản về chăm chỉ ăn nhiều cam nha, vì ăn cam sẽ chống cao lớn, mà có lớn rồi mới giúp được ta việc quốc gia đại sự. Bệ hạ thật đức cao như núi, người quan tâm đến Quốc Toản như vậy, thằng bé chắc sẽ không bao giờ quên ân đức này. Tình hình thế nào rồi? Đức vua cho chúng ta vào rồi phải không? Làm gì mà sốt sắng vậy? Cứ từ từ. Hôm nay hai người quả thật là may mắn nha. Vậy là nhà vua cho phép chúng ta vào diện kiến người phải không? Còn hơn thế nữa, đức vua ban lọc cho hai người hai quả cam quý của quần thần dâng lên đức vua. Quả cam quý của nhà vua có khác, chưa bao giờ tôi được cầm trên tay quả cam do chính hoàng thượng ban tặng. Này, ta xin vào gặp nhà vua để bàn chuyện quốc gia đại sự, đâu phải đến xin cam. Ồ hay, thế quả ra ngài chê quả cam của đức vua ban tặng sao? Tôi sao dám chê quà của thánh thượng ban tặng. Nhưng tôi đến đây không phải vì quả cam này. Kìa Trần Quốc Toản, đây là triều đình, quả cam này là của đức vua ban tặng, được ban cam quý là chúng ta đã quá may mắn rồi đó. Đừng nói năng sằng bậy. Đúng vậy, tất cả quần thần quanh nhà vua khi nãy đều trầm trồ rằng đức vua rất yêu mến hai người mới ban quả cam quý như vậy. Dương Kiện, cậu thì hiểu gì chứ? Nhà vua ban cam cho chúng ta chẳng khác nào bảo chúng ta vẫn là đứa trẻ chưa đến tuổi để bàn việc nước. Quốc Toản, quả không hổ danh người là Hoài Văn Hầu, thông minh xuất chúng. Đúng vậy, nhà vua bảo tôi gửi các cậu cam quý và nhắn hãy về chăm chỉ học hành, đợi lớn sẽ cùng nhà vua hợp bàn việc nước. Người còn dặn nhớ về ăn cam thật nhiều để cao lớn trưởng thành. Trần Quốc Toản, quả cam quý vua ban,
Sao cậu... cậu có thể bóp nát chứ? Quốc Toản, mặc dù hôm nay không được gặp nhà vua, nhưng được người ban cam quý là vinh hạnh của chúng ta rồi. Cậu đừng có cả giận mất khuôn, lại phạm tội khi quân. Nhà vua đã coi ta như trẻ con, đã không được nhà vua cho phép tham dự vào việc quốc gia đại sự. Vậy thì tự ta đây sẽ khởi binh đánh giặc, đuổi sạch bóng quân Nguyên Mông sang xâm lược đại việt ta. Quốc Toản, Quốc Toản, nhìn xem quả cam vua ban trên tay cậu đã thành cái gì thế này. Thôi Văn Kiện và Trần Quốc Toản, hai người hãy mau về đi. Đức vua đang hợp bàn chuyện quân cơ đánh giặc, sẽ không thể gặp được đâu. Đừng để chuyện quả cam đức vua ban tặng bị bóp nát thế này loan ra, tôi sợ lại thành chuyện lớn. Muốn chiêu mộ binh sĩ, trước tiên phải làm một lá cờ thể hiện ý chí bất khuất, quyết tâm đánh đuổi quân thù. Làm sao để có thể khơi gợi tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc của dân chúng? Phá cường địch, báo hoàng ân, chính là sáu chữ này. Vừa xúc tích, lại vừa bao hàm đầy đủ ý tứ mà ta muốn nói. Nghe đồn Trần Quốc Toản dựng cờ chiêu mộ binh mã đánh giặc Nguyên Mông đó. Chúng ta hãy mau gia nhập đội quân dưới trướng cậu ấy, đem sức trai ra chiến đấu, bảo vệ đất nước. Đúng vậy, chúng ta thân là Nam Nhi, lúc nước già lâm nguy, sao có thể khoanh tay ngồi yên được cơ chứ? Nhà tôi còn bao nhiêu gạo đều mang đến đây ủng hộ binh sĩ đánh giặc. Nhà tôi cũng vậy đấy, chỉ dám ăn ngô khoai, còn gạo để dành nuôi quân. Đúng thế, tất cả mọi người đều một lòng hướng về kháng chiến chống giặc Nguyên Mông. Tôi xin thay mặt toàn thể anh em binh sĩ cảm ơn tấm lòng thơm thảo của bà con. Tháng 1 năm 1285, nhà Nguyên huy động 50 vạn quân, chia làm 3 đạo quân tiến đánh Đại Việt. Thôi chết rồi, ta đã rơi vào bẫy của quân địch, chạy mau. Mặt non chuẹt thế kia mà cũng đòi đứng đầu đội quân, nay còn lá cờ phá cường địch báo hoàng ân nữa chứ. Đại Việt hết tướng tài rồi hay sao mà lại cử một tên nhãi nhép ra đây chặn đường ta cược chứ? Đừng có nhiều lời làm gì. Hôm nay nơi đây sẽ là chỗ chôn thay cho bè lũ xâm lược các ngươi. Tất cả xông lên, giết hết bọn chúng, không để cho một tên nào chạy thoát. Xung phong! Những chiến thắng lớn sau đó của quân đội nhà Trần như trận Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết đều có phần đóng góp không nhỏ của Trần Quốc Toản. Trong một lần truy đuổi quân giặc, Trần Quốc Toản đã hy sinh anh dũng khi chỉ mới tròn 18 tuổi. Vua Trần Nhân Tông vô cùng thương tiếc, truy tặng Trần Quốc Toản tước Hoài Văn Vương. Hảo tâm. Ngày xưa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, hạn hán quanh năm khiến cuộc sống của người dân vô cùng đói khổ. Nhiều người đã phải bỏ mạng vì không có cái ăn và nước uống. Hạn hán kéo dài khiến người chết ngày càng nhiều. Mình không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra nữa. Nghe nói ở làng bên có một ông cụ rất thông thái, mình phải sang hỏi ông ấy xem có cách gì không mới được. Hy vọng có thể giúp tìm được nguyên nhân. Thưa cụ, cụ nổi tiếng là người thông thái nhất vùng này. Xin cụ hãy chỉ đường dẫn lối, để làm sao giúp dân làng con thoát khỏi nạn hạn hán này với. Họ sắp chết đến nơi rồi. Chuyện này không phải là ta không biết, nhưng nói ra cũng chỉ vô ích mà thôi. Cậu không làm được gì đâu. Tốt nhất là cậu hãy quay về đi. Mọi chuyện tùy thuộc vào số mệnh. Sao lại không làm được gì ạ? Nếu cụ biết được điều gì, xin hãy nói cho con biết. Cho dù có phải lên núi đao, vào biển lửa, con cũng cam lòng. Cậu thực sự muốn giúp mọi người, không quản ngại khó khăn nguy hiểm sao? Nhưng con sẵn sàng làm tất cả, dù có phải hy sinh mạng sống. Cậu đúng là một người có tấm lòng cao cả và biết nghĩ cho mọi người. Được, nếu cậu đã nói vậy, thì ta sẽ tiết lộ cho cậu một bí mật. Bí mật sao? Bí mật có thể giải cứu được dân làng phải không ạ? Cụ mau nói cho con biết đi ạ. Hay, cứu thì cứu được, nhưng sợ khi biết bí mật rồi, cậu có ngày đi mà chẳng có ngày trở lại. Thưa cụ,
Mạng sống của riêng con là gì so với mạng sống của bao con người đang vật lộn trước đói khát và cả cái chết? Xin cô hãy thương tình, chỉ đường mách lối cho con ạ. Nhìn tấm da thuộc này đi, người có hiểu gì không? Không ạ, con không hiểu, xin cô hãy chỉ cho con biết ạ. Đây là miếng da thuộc từ đời cụ tổ của ta để lại. Và cha ta đã kể cho ta rằng có một lò lửa vĩnh cửu cháy giữa lòng vũ trụ sâu thẳm. Thỉnh thoảng từ lò lửa đó tách ra một ngọn lửa. Nó có những tia lửa rơi xuống đất và sức nóng có thể đốt cháy một vùng. Không may mắn, đó chính là ngôi làng của cậu. Trời ơi, có phải vì thế mà quanh năm suốt tháng dân làng giáo gặp hạn hán không thể nào chấm dứt được đúng không ạ? Đúng vậy, chính vì lò lửa vĩnh cửu này, nó là nguyên nhân sâu xa của tất cả mọi chuyện tồi tệ đang diễn ra ở ngôi làng của cậu. Muốn cứu dân làng thì phải tiêu diệt nó. Vậy bây giờ phải làm thế nào để tiêu diệt ngọn lửa từ lò lửa vĩnh cửu đấy ạ? Có cách đúng không ạ? Cách tất nhiên là có. Hãy nhìn kỹ vào gốc của miếng da thuộc này. Ngươi có nhìn thấy một cái khoanh tròn và phía giữa có một vết chấm không? Cha ta đã chỉ ta rằng gốc tấm da thuộc này chính là bí mật về chìa khóa để giải cứu ngôi làng khỏi lò lửa vĩnh cửu. Cái khoanh tròn ở giữa có vết chấm này đúng không ạ? Đúng vậy. Con không hiểu, nó có nghĩa là gì ạ? Không đơn giản chỉ là cái vòng tròn và dấu chấm. Chuyện là thế này: ở nơi tận cùng của trái đất, phía vùng cực bắc, nơi tiếp giáp giữa bầu trời và mặt đất, nơi đó tuyết giông bao phủ quanh năm. Tuy nhiên, một ngày kia, một con thỏ ngọc đã ăn cắp viên ngọc quý nhất của Ngọc Hoàng. Nó bị truy đuổi và quá sợ hãi nên ném viên ngọc vào ngọn núi mà nó nhìn thấy để cất giấu. Quân lính của Ngọc Hoàng sau đó bắt được thỏ ngọc, nhưng không tìm thấy ngọc trong tay nó, nên không thể giáng nó tội ăn cắp. Vì vậy, Ngọc Hoàng vô cùng tức giận và buông một lời nguyền rằng kẻ nào ăn cắp viên ngọc quý thì quê hương kẻ đó sẽ bị một tia lửa trong lò lửa vĩnh cửu của trái đất rơi xuống và chết chóc. Bệnh tật đối khác sẽ bao trùm. Nhưng con thỏ ngọc đó liên quan gì đến làng quê của con ạ? Con thỏ ngọc đó là con thỏ yêu của Hằng Nga, ai nữ của Ngọc Hoàng. Có một lần vào dịp trăng tròn, Hằng Nga xuống trần dạo chơi qua ngôi làng của nhà ngươi, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp và khéo léo đang ngồi thêu thùa. Cảm mến cô gái, Hằng Nga đã đưa lên trời biến thành thỏ ngọc. Trời ơi, thì ra là vậy. Giờ con mới hiểu vì sao Ngọc Hoàng lại trút giận lên dân làng của con như vậy. Đó, chính vì tội ăn cắp mà con thỏ ngọc đó đã gieo rắc tai họa cho quê hương nhà ngươi. Cụ ơi, vậy giờ phải làm như thế nào? Cụ hãy chỉ cho con biết đi ạ. Chỉ cần vớt được viên ngọc bích giấu dưới đáy một cái hồ sâu ẩn kín trong núi ngọc và ném nó về phía bầu trời, viên ngọc thần này sẽ tự bay về cảnh Ngọc Hoàng. Và khi đó, tự khắc ngọn lửa đó sẽ không bao giờ cháy nữa. Cụ hãy chỉ đường cho cháu đến đó với ạ. Nhất định cháu sẽ tìm thấy nó và mang nó về đây để cứu giúp dân làng. Muốn lấy được viên ngọc đó quả là không đơn giản chút nào. Hãy nhìn tấm da thuộc này, ta sẽ chỉ đường cho cậu đến núi ngọc. Hãy nhớ rằng đường đi tới núi ngọc vô cùng hiểm trở. Hơn nữa, lấy được viên ngọc bích rất khó. Cậu sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách, thậm chí có thể bỏ mạng. Dù khó khăn nguy hiểm đến đâu, mình cũng sẽ quyết tâm lấy bằng được viên ngọc bích đó. Vì dân làng, mình quyết liều cả mạng sống. Nhất định, mình sẽ thành công. Tiếng gì vậy nhỉ? Nghe như tiếng của một con quạ con thì phải. Để yên cho con chim nhỏ, mau cút đi, đừng có ý mạnh mà hiếp yếu. Cảm ơn anh,
cảm ơn anh đã cứu mạng con tôi. Nếu khi nào cần tôi giúp, anh chỉ cần nhớ tới tôi là được. Tôi sẽ có mặt ngay lập tức. Ta chỉ không muốn nhìn thấy cảnh chim lớn ức hiếp chim nhỏ thôi. Ngươi thì giúp được gì cho ta chứ? Dù sao cũng cảm ơn ngươi vì đã có lòng. Ta lại phải lên đường rồi. Hy vọng vẫn có thể quay trở về đây để gặp lại ngươi. Hãy chăm sóc cho con mình thật tốt nhé. Đừng để nó lại rơi vào tay kẻ ác lần nữa. Hảo Tâm lại tiếp tục lên đường. Ra khỏi bìa rừng, anh gặp một ngọn núi lớn cao sừng sững. Anh theo một con đường ngoằn ngoèo leo lên đỉnh núi, không bận tâm tới chân tay bị đá nhọn và cành lá sắc bén cắt nát. Anh đi hết mấy ngày mấy đêm, cuối cùng cũng đến một cánh đồng hoa. Đây chính là cánh đồng hoa đồng mà cụ già thông thái đã nói. Qua được cánh đồng này, mình sẽ đến gần hơn với núi ngọc. Cậu phải xông vào cánh đồng này, chiếm lấy chiếc ngòi vàng của con ông dò dẻ chúa và dùng khí giới của nó để giết chết con nhện đen khổng lồ đang canh giữ viên ngọc bích. Mây đen dần dũ, khí độc bốc lên ngùn ngục thế này. Hèn gì mà cụ già nói rất nhiều người xông vào trong đều phải bỏ mạng. Mình không thể bỏ mạng giống họ được. Mình phải tìm cách vượt qua. Mây đen, khí độc bao phủ cánh đồng này sẽ giết chết cậu. Cách duy nhất để cậu có thể sống sót là cậu phải chạy thật nhanh, nhanh hơn tốc độ của không khí, để khí độc không kịp xâm nhập vào cơ thể. Hãy nhớ, hàng ngàn thanh niên đã phải bỏ mạng ở đó chỉ vì không kịp chạy với tốc độ lan tỏa của khí độc. Nếu cậu chạy chậm hơn đó, cậu sẽ chết. Nếu cậu may mắn thoát khỏi cánh đồng hoa độc kia, thì ngay lập tức cậu sẽ nhìn thấy một tổ ong dò dẻ. Hãy bắt sống con ong chúa và lấy cái ngòi độc của nó. Nếu mình leo lên bắt sống con ong chúa, chắc chắn sẽ bị đám ong dò dẻ dây lại đốt cho đến chết. Vậy chi bằng mình sẽ nấp vào một bụi cây, ném đá lên tổ ong để chúng bay đi hết, rồi mới có thể leo lên bắt ong chúa. Ôi, chúng phát hiện ra mình rồi. Làm thế nào bây giờ? Chúng sẽ đốt mình chết mất. Trời ơi, chuyện gì thế này? Cả một bầy quạ đang kéo về phía mình. Chúng ở đâu ra mà đông vậy? Hảo Tâm, tôi là cha của con quạ nhỏ đã được cậu cứu sống. Cả dòng họ nhà quạ chúng tôi đến giúp cậu đây. Ôi, là các bạn sao? Cảm ơn các bạn. Hãy giúp tôi chiến đấu với đám ong dò dẻ này và giúp tôi bắt con ong chúa trong tổ ong ở trên cao kia đi. Tôi cần lấy ngòi của nó. Được, được, được. Chúng tôi sẽ giúp anh. Hảo Tâm, đừng sợ, đã có chúng tôi bảo vệ cậu đây rồi. Mau xông vào bắt ông chúa đi. Đứng lại, chạy đâu cho thoát, còn ông chúa kia. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Nếu không có ngươi, có lẽ ta đã phải bỏ mạng dưới ngòi ong của bầy ong đó rồi. Có gì đâu, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nếu anh cần giúp gì nữa, cứ nói cho tôi, chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Ta đã lấy được thứ quan trọng nhất rồi. Có ngòi của ông chúa ở đây, ta có thể yên tâm tiếp tục lên đường để chiến đấu với nhện đen khổng lồ, để cứu dân làng. Tất cả là nhờ công của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cậu đã giúp tôi cứu sống con tôi. Ơn này tôi nguyện kết cỏ ngâm dành. Vì vậy, điều này có là gì so với điều cậu đã giúp chúng tôi đâu. Giờ cậu sẽ đi đâu? Ta sẽ tiếp tục chặn đường đi đến núi ngọc, chiến đấu với nhện đen để lấy được viên ngọc bích mà nó đang cất giữ dưới đáy hồ. Đường đi còn xa, lại nhiều nguy hiểm. Anh hãy hết sức cẩn trọng. Hy vọng anh sẽ lấy được viên ngọc bích đó. Chúc anh thành công. Một chàng trai dũng cảm và tốt bụng. Sau khi từ biệt bầy quạ, Hảo Tâm lại tiếp tục lên đường. Anh đã vượt qua không biết bao nhiêu khu rừng, bơi qua không biết bao nhiêu con sông, trải qua bao khó khăn vất vả, cuối cùng cũng đến được chân núi ngọc. Biết bao nhiêu tháng ngày vất vả, cuối cùng cũng đến được núi ngọc rồi. Chắc chắn hồ núi ngọc nằm sâu trong hang núi đó, và viên ngọc bích vẫn đang nằm im dưới đáy hồ. Mình phải tiến vào trong mới được. Có kẻ dám đột nhập vào hang động và quấy rối giấc ngủ của ta sao? Đúng là to gan mà. Được lắm, ta sẽ cho nhà ngươi biết tay.
Lâu lắm rồi ta chưa có một bữa ăn thịnh soạn nào. Hôm nay lại có kẻ tự nguyện đến đây làm mồi cho ta. Tốt, tốt lắm. Đúng lúc ta đang đói bụng đây. Ngươi đừng có mà nằm mơ. Ta sẽ không cho ngươi được tỏa nguyện đâu. Ta sẽ tiêu diệt ngươi. Hả? Cái gì? Ngươi đang cầm trong tay cái gì vậy? Sao có thể biến mất hết tơ nhẫn của ta vậy? Cái quái quỷ gì đã xảy ra thế? Đây là thứ có thể giết chết nhà ngươi đó. Đến lúc ngươi phải biến mất khỏi thế gian này rồi. Vĩnh biệt ngươi. Chết ta rồi. Trời ơi, cái ngồi ông chúa này có sức mạnh thật vô song. Chỉ cần bắn một cái mà con nhện khổng lồ đã lăn ra chết rồi. Con nhện gớm ghiếc đã bị tiêu diệt. Giờ thì mình có thể xuống hồ lấy ngọc được rồi. Không ngờ mọi việc lại diễn ra một cách suôn sẻ đến vậy. Ta sắp thành công rồi. Chà, nước ở dưới hồ này lạnh quá đi mất. Không biết còn bao sâu nữa mới tới được đấy. Mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Lạnh quá. Ánh sáng phải chăng từ viên ngọc phát ra? Vậy là mình sắp đến nơi rồi. Cố lên, mình không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Mình đã đi được đến đây, nhất định phải tìm được viên ngọc. Ta đã lấy được viên ngọc bích dưới đáy hồ rồi. Ta thành công rồi. Ta có thể cứu được dân làng rồi. Cậu hãy ném viên ngọc về phía bầu trời. Hãy ném thật mạnh bằng tất cả sức bình sinh. Cậu sẽ thấy điều kỳ diệu ngay trước mắt. Khi viên ngọc được trả lại với Ngọc Hoàng, chắc chắn lời nguyền ngày xưa sẽ được hóa giải và làng quê của nhà ngươi sẽ được cứu giúp. Trời đã sáng rồi sao? Hôm qua mệt quá nên mình ngủ quên mất. Phải nhanh chóng trở về làng để xem làng quê đã thay đổi như thế nào rồi. Mình đã rời khỏi nơi đó cũng lâu lắm rồi. Trời ơi, sao mình lại biến thành thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại thế? Hảo tâm. Hảo tâm. Ngọc Hoàng lấy lại được viên ngọc quý người đã mất từ lâu, nên vô cùng vui mừng. Nhận thấy người là một người vô cùng tốt bụng, lại không quản ngại nguy hiểm khó khăn để cứu giúp dân làng, Ngọc Hoàng rất quý trọng người. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến hình dáng hiện tại của con ạ? Con vẫn chưa hiểu. Sao lại không liên quan chứ? Chính vì quý trọng mà ngươi đã biến thành một thủy thần. Từ miệng của ngươi có thể phun ra những dòng suối. Ngươi có thể dùng khả năng đó để cứu giúp dân làng. Con đã trở thành thủy thần sao? Con có thể làm được những điều kỳ lạ vậy sao? Đúng vậy. Giờ đây ngươi đã là một thủy thần. Ngươi hãy dùng thân phận mới này của mình để cứu giúp và bảo vệ dân làng. Từ nay trở về sau, đó cũng là trách nhiệm của ngươi. Ngươi đừng phụ lòng Ngọc Hoàng đã tin tưởng mà giao phó, biết chưa? Dạ, đa tạ Ngọc Hoàng. Con sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ dân làng. Xin ngài và Ngọc Hoàng hãy yên tâm ạ. Giờ con phải gấp rút lên đường trở về làng đây ạ. Mọi người chắc đang mong chờ con lắm. Ngươi hãy trở về đi, cố gắng làm tốt công việc của mình nha. Trên con đường trở về làng quê, cứ nơi nào chàng đi qua, đất đai khô cằn, nứt nẻ. Hảo Tâm lại dùng phép thuật của mình để phun ra những dòng sông, con suối và hồ nước. Sau khi phun đầy hồ nước, Hảo Tâm vươn người bay lên trời. Chàng làm phép khiến mây đen kéo đến ùn ùn. Trời bắt đầu đổ cơn mưa xuống như trút nước, tưới mát cho khu làng bao năm hạn hán. Mưa to rồi, mưa to rồi. Chúng ta thoát khỏi hạn hán thật rồi. Cảm ơn Hảo Tâm nhiều lắm. Từ nay,
bà con sẽ không phải chịu cảnh hạn hán đói khổ nữa rồi. Có tôi ở đây, mùa màng sẽ được tươi tốt, mọi người sẽ không phải chết đói nữa. Tôi sẽ bảo vệ mọi người. Cảm ơn hảo tâm, chúng tôi biết ơn cậu nhiều lắm. Phải gọi là thần hảo tâm mới đúng. Cảm ơn thần hảo tâm rất nhiều. Nhờ hảo tâm, cuộc sống của người dân làng đã không còn đói khổ. Họ bắt đầu cuộc sống lao động như bình thường và cho những mùa màng bội thu. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết và biết ơn hảo tâm, coi chàng như một vị thần quý của nhân loại. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Faria. Ngày xưa, trên thiên đàng, không ai là không biết đến nữ thần tình yêu và sắc đẹp Faria. Nàng có mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh vô cùng quyến rũ. Không chỉ thế, nàng còn vô cùng thông minh, sắc sảo và đầy tài năng. Cuộc thi chế tác năm nay, người chiến thắng chính là nữ thần Faria. Xin chúc mừng Faria. Faria thật tuyệt. Cuộc thi này, người chiến thắng các năm trước chỉ là các nam thần. Vậy mà năm nay, nữ thần Faria lại là người chiến thắng. Mà này, tôi tưởng các con trai của thần Ivadi cực giỏi về chế tác. Vậy mà tất cả họ đều thua Faria sao? Thì đó, họ rất giỏi nhưng tất cả đều thua Faria. Faria thật quá xuất sắc. Cảm ơn mọi người. Ả ta chỉ ăn may thôi. Đúng đó, xem ả ta mãn nguyện chưa kìa. Đám đông khốn kiếp kìa, lại còn dám lôi tên chúng ta ra để nhạo báng. Ồ, xem kìa, là hai con trai của thần Ivadi. Cứ tưởng tài giỏi thế nào, hóa ra lại để thua một người phụ nữ. Nữ thần Faria thông minh hơn cả khối đàn ông. To gan, người muốn chết à? Đúng là lòng ngôn. Dám dọa ta ư? Để xem làm được gì. Đứng lại, dừng lại, ả đang ghét kia. Để xem ta làm gì ngươi. Các em, bình tĩnh. Anh cả, anh đến từ lúc nào thế? Anh xem, ả ta dám nhạo báng anh em chúng ta. Các em cứ bình tĩnh. Kẻ chúng ta phải xử lý lúc này là Faria. Chính ả ta là nguồn cội của sự coi thường và gièm pha anh em nhà ta. Để xem, lần này ả ta còn kiêu ngạo được đến khi nào. Nghe anh nói đây này. Mấy ngày sau. Faria, Faria ơi, nàng đi đâu mà giỏi thế? Có chuyện gì mà gọi ta vội vã vậy? Chẳng là đồng hoa của ta mấy bữa nay bị héo hết cả rồi. Ta nghe nói ở đây chỉ có nàng là am hiểu chuyện này, nên tìm nàng giúp một tay. Được, để ta đi xem. Ả ta đi theo tên khổng lồ Jotun rồi, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo nào. Tuyệt lắm. Trời ơi, những bông hoa xinh đẹp. Người làm gì mà ra đến nông nỗi này? Chẳng là gần đây tôi lấy nước ở một dòng suối kỳ lạ dưới mặt đất. Tôi không biết là lại ra chuyện thế này. Nước ở suối nào? Dẫn ta đi xem. Được. Dòng suối này rất trong trẻo. Có gì bất thường đâu nhỉ? Xin chào Faria. Chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi. Ủa, anh em nhà Ivadi, mọi người làm gì ở đây vậy? Chúng ta làm gì ở đây thì ngươi sẽ biết ngay thôi. Các ngươi làm gì thế? Trời ơi, nóng quá, ngột ngạt quá. Dừng lại ngay. Thả ta ra. Đây là mặt đất rồi, còn lâu ngươi mới thoát được. Đó, ngươi đã vượt lên dòng họ Ivadi nhà ta để giành cúp vô địch chế tác phải không? Phần thưởng cho nhà ngươi chính là đây. Cũng đừng mong có ai tìm ra ngươi. Đây là cái giá ngươi phải trả vì đã làm ê mặt chúng ta. Thả ta ra, đồ ích kỷ xấu xa, đồ bỉ ổi. Các ngươi không chiến thắng nổi ta nên phải nghĩ ra cách đê hèn vậy sao? Ả này, chết đến nơi vẫn thật da mồm. Mà nghe xem, những lời nói của ả nếu ai nghe được thì danh dự chúng ta còn gì nữa đâu. Đúng thế, sự thật này mà lộ ra thì còn nhục hơn cả chuyện chúng ta không thể chiến thắng cuộc thi chế tác. Dẫu sao ả cũng bị giam lại rồi. Dẫu bị nhốt nhưng cái mồm của ả thật nguy hiểm. Hay để đề phòng, chúng ta nên yểm bùa khiến ả không còn nhớ gì nữa cả.
Có như vậy thì lỡ đâu ả ta thoát được cũng không nhớ gì mà tìm về trả thù chúng ta. Được lắm. Làm vậy đi. Không. Xem kìa, cuối cùng ả ta cũng chịu yên lặng rồi. Phép thuật mạnh thế, đến ả ngoan ngoắt nhất cũng phải ngậm miệng. May quá, không có ai thấy. Yên tâm đi, đây là mặt đất, không ai hay biết đâu. Mà có hay biết cũng chẳng thể làm gì chúng ta. Còn ngươi, tên khổng lồ Jotun, nhờ có ngươi dụ Feria đến đây nên chúng ta sẽ trọng thưởng như đã hứa. Tuyệt lắm. Chuyện gì thế này? Mình vừa chứng kiến chuyện kinh khủng gì thế? Phải mau mau cứu cô gái bị giam kia. Cuối cùng, sau 3 ngày đêm thì cũng đã mở được cửa hang. Ồ, xem kìa, cô gái, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy. Đây là đâu? Người là ai? May quá, cô tỉnh rồi. Tôi thấy cô bị nhốt lại trong hang nên đã tìm cách cứu cô. Có chuyện gì thế này? Đây là đâu? Tôi thấy có 3 người với một gã khổng lồ làm phép để nhốt cô ở đây. Trời ơi, sao đầu ta đau thế này? Cô nóng quá, hãy ở đây đợi chút, ta đi lấy nước cho cô. Nước đây rồi. Ủa, cô gái ấy đâu rồi? Vừa nãy còn ở đây cơ mà. Ừ, cô ấy là thần tiên, giống như những kẻ kia mà. Thế nên chắc cô ấy đã bay về lại chỗ của mình rồi. Thôi, cũng may mắn là cô ấy bình yên. Mình cũng phải về nhà thôi. Hy vọng cô ấy thật sự bình yên. Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Ủa, là cô gái ở trong rừng. Có chuyện gì thế kia? Sao cô ấy lại ở trong nhà mình thế kia? Cô gái, sao cô lại ở đây? Sao cô biết đây là nhà tôi? Mà cô đến đây bằng cách nào thế? Tôi biết anh có nhiều thắc mắc, nhưng tôi cũng chẳng thể giải đáp được nhiều lúc này. Tôi chẳng còn nhớ tôi là ai, tôi ở đâu nữa. Khi gặp anh ở hang, rồi anh bỏ đi. Tôi đã tìm cách để đến chỗ của anh, và rồi đến được đây. Còn lại tôi chẳng thể nhớ được gì nữa cả. Ây da, đau đầu quá. Lúc ở hang là tôi đi lấy nước về cho cô mà. Nhưng khi trở lại tôi không thấy cô đâu. Còn câu chuyện của cô thì... Xin chào Feria, chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi. Ủa, anh em nhà Ivadi, mọi người làm gì ở đây vậy? Chúng ta làm gì ở đây thì ngươi sẽ biết ngay thôi. Các ngươi làm gì thế? Trời ơi, nóng quá, ngột ngạt quá. Dừng lại ngay. Thả ta ra. Đây là mặt đất rồi, còn lâu ngươi mới thoát được. Đó, ngươi đã vượt lên dòng họ Ivadi nhà ta để giành cúp vô địch chế tác phải không? Phần thưởng cho nhà ngươi dính là đây. Cũng đừng mong có ai tìm ra ngươi. Đây là cái giá ngươi phải trả vì đã làm ê mặt chúng ta. Không. Có khi có những chuyện cô không nên biết thì hơn. Còn bây giờ, cô cứ yên tâm ở đây, tôi sẽ bảo vệ cô. Thời gian sau đó, Feria ở lại với chàng trai tốt bụng Orr. Dần dần, cả hai nảy sinh tình cảm và gắn bó vô cùng thân thiết. Nàng có đồng ý lấy ta làm chồng không? Ta sẽ yêu thương, bảo vệ nàng suốt cuộc đời này bằng cả tính mạng của ta. Nhưng ta giờ chẳng biết mình là ai, tốt hay xấu. Chàng vẫn muốn lấy ta làm vợ ư? Đúng vậy. Được, ta đồng ý. Từ giờ, chúng ta sẽ là vợ chồng mãi không rời xa. Kỳ lạ thay, sau khi Orr đặt lên môi Feria một nụ hôn bằng cả tình yêu chân thành, thì phút chốc những bùa chú của anh em nhà Ivadi đều bị tan biến. Ôi, đầu của ta, sao nó đau thế này? Đây là đâu? Là mặt đất sao? Cuộc thi chế tác năm nay, người chiến thắng chính là nữ thần Feria. Xin chúc mừng Feria. Feria thật tuyệt. Feria thật quá xuất sắc. Cảm ơn mọi người. Đó,
ngươi đã vượt lên dòng họ Ivadi nhà ta để giành cúp vô địch chế tác phải không? Phần thưởng cho nhà ngươi chính là đây. Không, không, không. Trời ơi, sao đầu ta đau như búa bổ thế này? Những hình ảnh gì vừa hiện lên vậy? Đó chính là ta mà. Trời ơi, những ký ức đau đớn sao lại hiện lên rõ mồn một như thế này? Ta đã bị bỏ bùa mê để quên hết chúng ư? Trời ơi, vợ của ta đằng sao thế? Họ rơ, ta tên là Feria. Ta đã nhớ ra mọi chuyện rồi. Hả? Nàng đã nhớ ra hết rồi sao? Vậy chuyện gì đã xảy ra với nàng? Nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện lắm. Em không thể kể hết, nhưng mà em phải đi đây. Trời ơi, nàng nói gì vậy? Nàng sẽ bỏ ta đi sao? Ora, ân nhân của ta, tình yêu của ta, ta đã nhớ ra tất cả. Tại sao ta lại ở đây? Nhưng tình yêu của ta vẫn không bao giờ thay đổi. Chính tình yêu thuần khiết của chàng đã xóa đi mọi bùa chú xấu xa. Ta mãi mãi vẫn là vợ của chàng. Ủa, là nữ thần Feria. Nàng ấy đã trở về kìa. Nàng ấy đi cùng ai vậy? Hả? Mọi người nói gì vậy? Là Feria. Làm sao mà á ta có thể về được? Feria đã kể lại cho thần tối cao và toàn bộ các vị nam thần, nữ thần nghe lại toàn bộ tội ác và thủ đoạn xấu xa của ba anh em nhà Ivadi với mình. Anh em nhà Ivadi, các ngươi thật to gan, dám làm ra chuyện tày trời như vậy. Ta ra lệnh giam các ngươi ở địa ngục muôn kiếp không đầu thai. Còn tên khổng lồ Jotun, ngươi dám tiếp tay cho kẻ xấu, ngươi sẽ chịu hình phạt là nung trong lửa đỏ dưới địa ngục. Trời ơi, xin thần tối cao tha mạng, xin tha mạng. Feria và Orr ở lại vương quốc trên trời và sống vô cùng hạnh phúc. Ai ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của nàng và chàng Orr thấm thoát cho đến một lần. Trời ơi, sao dưới đất lại hỗn loạn thế kia? Chiến tranh loạn lạc khắp nơi vậy? Không xong rồi. Feria của ta, mặt đất đang có chiến tranh vô cùng loạn lạc. Ta vốn xuất thân từ đó mà ra, nên giờ thấy cảnh đau thương như vậy thì không thể làm ngơ. Nàng hãy cho ta chút thời gian để ứng cứu dưới mặt đất, rồi ta sẽ sớm trở lại với nàng, được không? Ora thân yêu, tính tình của chàng em là người hiểu hơn ai hết. Thấy những chuyện đau thương như vậy, chắc chắn chàng sẽ đau lòng không yên. Thế nên em cũng chẳng thể giữ chàng được. Chỉ cầu mong chàng luôn nhớ rằng phải cẩn thận và trở về sớm với em. Ta hứa, Feria, ta sẽ trở về với nàng. Thời gian sau. Vậy là sau khi sống bên nhau hạnh phúc chưa được bao lâu, thì mặt đất chiến tranh loạn lạc. Orr lên đường chinh chiến để Feria ở lại một mình. Thế nhưng không như đã hứa, Orr đi mãi mà chẳng thể trở về. Feria xót thương chồng, khóc đến lòa đôi mắt. Xem kìa, nữ thần Feria từ khi hay tin chồng qua đời đã đau khổ khóc không ngừng. Nhìn nàng ấy tiều tụy thế kia, thật đau lòng quá. Không, Orr của ta, chàng không thể về bên ta, thì ta sẽ đi tìm chàng. Ta không thể sống thiếu chàng được. Orr của ta, chàng ở đâu? Ta nhớ chàng lắm. Tại sao không quay về bên ta? Ta đang rất cô đơn. Orr, chàng ơi. Xem kìa, Feria đau lòng, không thể chấp nhận là chồng của nàng ấy đã qua đời. Nàng ấy cứ lang thang đi tìm chồng mãi như vậy. Trời ạ, tình yêu của nàng ấy thật quá lớn lao. Hay chúng ta đến xin thần tối cao cử người xuống địa ngục tìm lại chồng cho nàng ấy đi. Đúng đó, chứ nữ thần tình yêu và sắc đẹp Feria đau khổ thế kia thì trên đời làm gì còn tình yêu và sắc đẹp nữa. Phải đó, mau đi tìm thần tối cao đi. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng và cảm nhận tình yêu thủy chung mà Feria đã dành cho Orr,
các vị thần đã cùng nhau xin thần tối cao cử người xuống địa ngục để đem Orơ từ cõi chết trở về. Orơ, hãy đi theo chúng ta. Orơ của ta, sao chàng lại để ta trơ trọi thế này? Chàng đã hứa sẽ luôn bên ta cơ mà. Furia. Orơ. Furia. Vậy là Orơ một lần nữa được tái sinh, trở về bên Furia, gặp lại được chồng. Furia hạnh phúc khôn xiết. Kể từ đó, Orơ và Furia sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi ở Asgara, vương quốc của các vị thần. Tình yêu của họ khiến cho bất cứ ai biết đến đều vô cùng cảm động và ngưỡng mộ. Con nai và bác thợ săn. Ơi, chị nai có bộ gạc đẹp quá, nhìn thật là sang trọng mà lại duyên dáng nữa. Khen cô nai thì có mà khen cả ngày. Bộ gạc của cô nai đẹp nhất trong các loài vật. Cả khu rừng không có ai có bộ gạc đẹp như cô nai. Cảm ơn mọi người, tôi may mắn được trời phú cho bộ gạc đẹp. Nhờ có bộ gạc mà nhan sắc của chị nai đúng là nổi trội hơn hẳn chúng ta. Chào ôi, đẹp quá. Cho tôi sờ vào bộ gạc của chị được không? Kìa, chị cáo đừng động vào gạc của tôi, kẻo hỏng mất. Thôi chào mọi người, tôi phải đi kiếm chút lá non ngọt ngào để khiến bộ gạc quý giá của tôi được mượt mà hơn đây. Đúng là mình có bộ gạc đẹp thật, nhờ thế mà mình luôn nổi bật giữa muôn loài. Trời ơi, tại sao chân của mình lại xấu thế này? May mà không ai để ý tới móng chân mình, kẻo họ chê cười mình mất. Ôi, nhìn bộ móng của mình này, đã cụt lủng lại còn đen đúa nữa. Nó không tương xứng với bộ gạc của mình chút nào. Làm thế nào bây giờ? Nếu như bộ móng của mình cũng đẹp như bộ gạc thì chắc chắn mình sẽ trở thành hoa hậu của khu rừng này. À, mình nghĩ ra rồi, nhất định cô khỉ có thể giúp được mình. Cô ấy có đôi tay khéo léo, biết đâu lại có thể khiến móng chân mình xinh đẹp hơn. Cô khỉ ơi, cô giúp cháu việc này với ạ? Nai đấy à, cháu cần giúp việc gì thế? Cháu cần cô giúp cháu làm đẹp cho bộ móng của cháu. Ở khu rừng này, chỉ có cô là khéo tay nhất, làm được những bộ trang sức đẹp đẽ cho muôn loài. Tưởng gì, làm đẹp chính là sở trường của cô rồi. Cháu muốn bộ móng của cháu như thế nào? Bộ gạc của cháu vừa có nhiều nhánh lại rất to, trong khi bộ móng thì cục lủng xấu xí quá cô ạ. À, cô có cách nào làm cho bộ móng của cháu cũng đẹp như bộ gạc không? Được rồi, cô có cách rồi. Chờ cô một chút nhé, cháu sẽ có bộ móng lớn và đẹp như bộ gạc thôi. Tuyệt quá, cô giúp cháu mau lên. Ôi, bộ móng mới của cô nai trông đẹp quá. Nó cũng lớn và có nhiều chạc y như bộ gạc vậy. Chị nai ơi, chị làm thế nào mà có bộ móng đẹp như vậy? Bộ móng này là tác phẩm của tôi đấy. Mọi người thấy sao? Tôi phải tỉ mẩn ghép các cành cây khô lại rồi gắn nó vào móng cho nai đấy. Cô khỉ thật không hổ danh là người làm đẹp cho muôn loài. Chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã làm cho tôi một bộ móng vô cùng ưng ý. Ôi, trông cô nai cứ như là bà chúa của khu rừng ấy. Bộ móng đẹp và sang trọng quá. Bộ móng mới của nai có đẹp thật, nhưng không phù hợp để đi trong rừng. Cô nên bỏ bộ móng đó đi thì tốt hơn. Chị cáo, ai cũng khen bộ móng mới của tôi rất đẹp, vậy mà chị lại khuyên tôi nên bỏ nó đi và chê nó không hợp là sao? Có phải chị ghen tị với tôi không? Từ lần trước tôi không cho chị động vào bộ gạc, chị ngấm ngầm đố kỵ và ghét tôi chứ chị. Cô nai, tôi đâu có ghen tị gì. Tôi chỉ thấy là không phải cái gì đẹp cũng tốt và ngược lại. Thế mạnh của cô không những là bộ gạc mà còn ở bộ móng và đôi chân nhanh nhẹn để trốn chạy kẻ thù. Giờ bộ móng ấy có vẻ vướng víu quá. Tôi e là... Sao chị lại nói những lời suối quẩy ấy? Rõ ràng là chị đang ghen tị còn gì. Đã thế, từ nay tôi chẳng thèm bạn bè gì với chị nữa. Chạy mau, có thợ săn. Nhanh lên, kẻo bị bắn chết hết bây giờ.
bộ móng này nặng nề quá, không thể chạy nổi. Trời ơi, chị Cáo ơi, đợi tôi với, tôi bị vướng phải đám dây rừng rồi. Đứng dậy chạy nhanh lên, còn ngồi đấy mà kêu, chết đến nơi rồi. Trời ơi, bộ móng của tôi bị vướng vào đám dây rừng rồi chị Cáo ơi. Tôi không sao kéo ra nổi, tôi phải làm sao bây giờ? Cô thử lôi thật mạnh xem nào. Bộ móng bị cuốn chặt vào dây rừng rồi, tôi không thể lôi ra nổi. Chắc tôi chết mất thôi. Cứ bình tĩnh, để tôi giúp. Bẻ gãy bộ móng vướng víu này, thế là xong. Thôi, mau chạy đi. Chỉ nhanh một chút nữa thôi là mình đã bắt được con nai rừng đẹp như tranh rồi. Tiếc quá đi mất. Cô nai, bộ móng mới làm của cô đâu rồi? À thì hôm qua suýt nữa thì tôi mất mạng trong tay bác thợ săn, chỉ vì bộ móng đó đấy. Nó bị mắc vào đám dây rừng, khiến tôi không thể nào chạy nổi. May mà có chị Cáo nhanh tay bẻ gãy bộ móng nên tôi mới thoát đấy. Cảm ơn chị Cáo nhé. Nhờ có chị mà tôi thoát chết. Tôi xin lỗi vì đã trách nhầm chị. Không có gì, thấy bạn bè gặp nạn thì phải giúp chứ. Giờ thì tôi đã hiểu, chỉ có bộ móng nhỏ gọn thế này mới giúp tôi chạy được nhanh nhất. Vậy mà đã có lúc tôi coi thường bộ móng của mình vì nghĩ nó làm tôi xấu xí. Đúng là đừng chỉ vì hình thức bên ngoài mà coi thường những thứ mang lại giá trị thật sự.